Oh, xin chào các bạn. Mới hôm nay bận quá các bạn ạ. Hôm nay thì đây sắp xếp thời gian ngồi chia sẻ, trao đổi vài việc anh em làm video. Như gần đây nhất ấy thì mình có làm một cái video đấy là cái lớp vỏ vàng Frosted Gold của Audemars Piguet. Thì cái lớp vỏ vàng đấy là một cái lớp vỏ vàng rất là đặc biệt mà tôi hay gọi nó vàng băng giá. Và chúng ta nhìn một cái là chúng ta sẽ thấy rất là ấn tượng. Nếu như các bạn có quan tâm thì hãy xem lại video cũ của Gia Bảo Luxury. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bàn luận đến một đề tài, đó chính là lớp vỏ nạ phun kim cương. Đây là một cái cách chế tác cũng như là một cái độ hoàn thiện mà tôi phải nói là nó rất xa xỉ và được rất nhiều nhà chế tác đồng hồ nổi tiếng truyền thống độc lập sử dụng. Rolex, Patek, AP, Vacheron cho đến những cái thương hiệu đồng hồ độc lập khác như là Rébé Fauché này, Dimitrine này, đó, vân vân. Họ thường sử dụng kim cương để nạm lên trên lớp vỏ đồng hồ của họ. Vậy thì khi nạm kim cương lên lớp vỏ đồng hồ, nó sẽ có những ưu điểm gì, nhược điểm gì thì chúng ta hãy cùng bàn luận và cùng chia sẻ trong video này các bạn nhé. Đầu tiên ấy, thì có thể nói được ưu điểm về việc nạm kim cương lên trên một lớp vỏ đồng hồ. Đầu tiên ấy, tôi phải nói ưu điểm nó là gì? Nó là phải nhìn trông nó rất là xa xỉ, rất là sang trọng. Sang trọng ở đây nó là sao? Khi chúng ta nhìn thấy những viên kim cương lấp lánh ở một cái vị trí nó có cái ánh sáng phù hợp, đó là ánh sáng rọi ấy, thì cái chiếc đồng hồ của các bạn ở trên cổ tay nhìn trông rất là lấp lánh. Và cái điều này nó chỉ xảy ra và chỉ có khi chúng ta đang đeo những chiếc đồng hồ được nạm phun kim cương thiên nhiên và cái kim cương với chất lượng cao thôi. Đặc biệt là những cái chiếc đồng hồ được nạm kim cương từ hãng thì nó có một cái độ bắt lửa đều, độ sạch rất là tuyệt vời. Đó, đầu tiên ưu điểm mà tôi nghĩ đó là một cái điểm đặc biệt khi mà nạm một cái lớp vỏ phun kim cương, đó chính là xa xỉ, sang trọng. Thứ hai, khi chiếc đồng hồ chúng ta được nạm phun kim cương thì chiếc đồng hồ sẽ có một cái độ mới nó lâu hơn là với những cái lớp vỏ thông thường. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì như những chiếc đồng hồ có lớp vỏ titanium này, thép này, vàng này, chúng ta đeo một thời gian chúng ta sẽ có thể bị xước. Và nếu như chúng ta muốn làm mất những cái vết xước đấy đi thì chúng ta sẽ phải sử dụng khăn lau vàng hoặc là chúng ta phải đem đi đánh bóng. Nhưng với những chiếc đồng hồ được nạm phun kim cương thì chúng ta sau một thời gian chúng ta đeo thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ bẩn, thường là nó sẽ bẩn hơn. Còn chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như là chúng ta có va quệt hay chúng ta có tác động nhẹ, nó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cái lớp vỏ phun kim này đâu. Cái điều mà tôi thấy nó thường xuyên gặp phải đó chính là nó bị mồ hôi này, xong rồi bụi bẩn nó kết lại. Nếu như chúng ta đeo vài tháng thì mà chúng ta không vệ sinh thì nó sẽ làm ảnh hưởng rất là lớn đến tính thẩm mỹ. Vậy thì đeo chiếc đồng hồ phun kim cương, nạm phun kim cương thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta có thể sử dụng những cái vật dụng rất là đơn giản chúng ta có thể kiếm được hàng ngày, chúng ta sử dụng hàng ngày, đó là bàn chải đánh răng mềm và kem đánh răng vệ sinh cứ 1-2 tuần một lần. Đó, thì chiếc đồng hồ lúc nào nó cũng sáng, vỏ lúc nào cũng sáng, và ra ngoài nắng hay là đến những nơi có ánh sáng gắt ấy, chiếu vào thì chiếc đồng hồ trông rất là long lanh và lấp lánh các bạn ạ. Một điểm nữa mà tôi nghĩ đó chính là nó là ưu điểm khi đeo những chiếc đồng hồ với lớp vỏ kim cương, ngoài hai cái điều mà tôi vừa mới nói ở trên, đó chính là kim cương rất là phù hợp khi đi với kim loại quý và nó tăng cái giá trị thì với kim loại quý lên rất là nhiều. Tại sao tôi lại nói như vậy? Các bạn tưởng tượng mà xem, một chiếc đồng hồ vỏ thép, nếu như chúng ta nạm kim cương thì thực sự mà nói nó hơi phí và ít có cái thương hiệu truyền thống nào làm cái việc đó. Nếu các bạn muốn một cái sản phẩm của các bạn nó đã là chất liệu quý rồi, như là vàng này, platinum này, các bạn muốn nó sang hơn, xịn hơn, hoặc là sang xịn mịn đẹp hơn ấy, thì các bạn thêm một lớp vỏ phun kim nữa, tự nhiên giá sản phẩm của các bạn nó lại lên thêm cả một khúc. Ví dụ như Rolex nhá, như chúng ta thấy được những cái phiên bản mà đầy đét của họ này, hay là Pearl Master này, bình thường nó đã là lớp vỏ kim loại quý rồi, platinum, vàng hồng, vàng vàng, vàng trắng đi, nhưng họ muốn cái chiếc đồng hồ đắt gấp đôi, họ lại nạm phun kim cương
mặt số, vành bezel và phun dây vỏ. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay tôi đang có ở đây thì nó là thuộc chiếc đồng hồ, nó là thuộc thương hiệu Audemars Piguet. Đó, một thương hiệu đồng hồ truyền thống thuộc chúng ta hay nói là Chironiti đấy, Tam Thánh. Người chơi chuyên sâu thì hay phong cho AP và Vacheron và Patek Tam Thánh. Đó, Tam Thánh đồng hồ. Thì cái chiếc đồng hồ này hôm nay tôi đang để trên tay đây thì nó có những ưu điểm thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Nhưng nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm thứ nhất tôi phải nói với các bạn về như chiếc đồng hồ này đi. Ví dụ như các bạn đang sở hữu một chiếc đồng hồ full kim cương cả mặt số, thì cái việc mà chúng ta cần lưu ý đầu tiên đó là chúng ta hạn chế va đập mạnh. Bởi vì sao? Với những chiếc đồng hồ được làm full kim cương thì logo thương hiệu sẽ đặt ở đâu? Logo thương hiệu sẽ đặt ở đâu các bạn? Thường là sẽ đặt ở trên mặt kính. Có nghĩa là thương hiệu sẽ đặt in cái logo lên trên mặt kính. Điều đó có nghĩa là sao? Chúng ta nếu như chúng ta vô tình gặp vỡ kính thì cái việc chúng ta làm, việc chúng ta phải làm ở đây là chúng ta phải gửi vào hãng và chúng ta không thể sửa được ở bên ngoài. Chúng ta không bao giờ chúng ta sẽ sửa được. Và nếu mà tôi khuyến khích các bạn là với một chiếc đồng hồ, chúng ta nếu như chúng ta có thời gian bảo hành, thời hạn đồng hồ vẫn còn trong khoảng 20 năm trở về, thì các bạn nên đem vào hãng để xử lý. Trừ trường hợp hãng từ chối nhận thì chúng ta mới phải sửa ngoài thôi. Còn lại tôi recommend, khuyên các bạn là nên đem tất cả các đồng hồ có vấn đề vào hãng với tiêu chuẩn của họ, tiêu chuẩn cao nhất. Thì quay trở lại câu chuyện ở đây, nếu như chiếc đồng hồ mà có va đập mạnh, kính có vỡ và chúng ta có sứt thì chúng ta đem vào hãng thì cái chi phí của nó rất là lớn với một chiếc kính sapphire mà có in logo của hãng. Với những chiếc đồng hồ full kim cương này, nếu như chúng ta có va đập thì cái chi phí để sửa nó rất là đắt, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta có vấn đề có va đập ở những cái mối nối mắt dây này thì các bạn tưởng tượng là không phải chúng ta chỉ chi trả cho một cái mắt dây bình thường bằng vàng đâu, mà là cả một cái mắt dây nó nặng full kim cương ấy, giá rất là đắt. Rất là, nói vui là nó rất là xót đến tận óc các bạn. Đó, nên là khi mà đeo những chiếc đồng hồ full kim cương này chúng ta phải hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Những cái va chạm nhẹ ok, không vấn đề gì lắm, nhưng những cái va chạm nặng, lớn, va đập hay thậm chí là tai nạn thì tệ lắm. Thứ hai, khi sử dụng những chiếc đồng hồ full kim đó chính là kết hợp đồng hồ làm sao cho phù hợp. Ngày nay ấy, thì không hẳn là chỉ có mỗi nữ giới thích đeo đồng hồ kim cương đâu các bạn ạ, mà tôi thấy rất nhiều anh em như anh em nam giới, đàn ông như tôi thì thỉnh thoảng tôi có đeo đồng hồ kim cương, nhưng tôi thì tôi thích đồng hồ cơ khí hơn, thiên về cơ khí hơn. Nhưng càng ngày thì càng nhiều anh em thích đeo đồng hồ full kim cương hơn đấy. Thì nên đeo đồng hồ kim cương vào lúc nào? Đó là một cái câu hỏi mà tôi, với cá nhân tôi thì tôi khi mà tôi tham dự những cái sự kiện quan trọng, những sự kiện mà có cái ánh đèn LED này, ánh đèn cường độ cao này, thì tôi sẽ sử dụng những chiếc đồng hồ có kim cương. Đó là lưu ý thứ hai khi sử dụng những chiếc đồng hồ full kim cương, đó là chọn thời điểm, chọn người chúng ta gặp gỡ để đeo sao cho nó không bị kẹt cỡ. Và cuối cùng, nhược điểm của một chiếc đồng hồ full kim cương đó là gì? Đó là giá. Đối với nhiều người thích mua đồng hồ, nhiều anh chị em mua đồng hồ thì không quan tâm đến vấn đề này đâu. Nhưng giá luôn luôn, giá thanh khoản thì đúng hơn, luôn luôn là một cái vấn đề nó mang tính chất là tế nhị. Nhưng tôi có thể khẳng định với các bạn là với một chiếc đồng hồ full kim cương nhé, khi chúng ta mua ở hãng xong và khi chúng ta muốn bán lại thì nó khó hơn là một chiếc đồng hồ không có full kim cương. Chỉ có điểm kim cương thì ok, nhưng một chiếc đồng hồ full kim cương khi mà chúng ta không còn sử dụng nữa ấy, mà chúng ta bán thì khấu hao nó khá là cao. Đó là một điểm mà chúng ta cần lưu ý và cân nhắc khi chúng ta sử dụng. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về một chiếc đồng hồ full kim cương? Các bạn nghĩ nó là sang trọng, xa xỉ hay nó là chỉ phù hợp với phụ nữ? Hãy comment ở phía dưới video này các bạn nhé.
Nếu các bạn thấy video và kênh hấp dẫn thì đừng có tiếc một follow và hãy theo dõi những video gần nhất của chúng tôi để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.